trọng tài cho đội thắng thay trang phục. Xin trân trọng giới thiệu đôi thắng mang hoa xanh ở xóm tập kết xin giữ, đôi tứ mang hoa đỏ xóm đoài xin theo hai đô giữ sự điều khiển của trọng tài Đàm Ánh. Nghe trống giơ đài. Hay quá, để vì khán giả ta cho chàng cái tay hai đôi lệ thường vật khi giơ đài trên sân rất hay. Lèo thường giữa hai đô của địa phương. Đến do trượt chân thôi chứ chính là ông đô còn lâu đã đang xin trân trọng giới thiệu đôi mang áo đỏ đô tứ của xóm đoài đã nhất thắng một kêu là thường, đô thành ở Bắc Phú mang áo xanh xin theo hai đô giữ sự điều khiển của trọng tài Đàm Ánh. Nghe trống giờ này máy quay không chuẩn bị. Đây là đô yên tàng lên đài lại. Các đô đã là đô trên sân phải đủ ba ra ba vào. Hai đô bắt tay đoàn kết. Nếu thường của chúng tôi không hạn chế, đề nghị các thanh niên của các xóm cũng như các đô đã về dự lễ hội với nhân dân thôn Đông Phúc chúng tôi rồi cũng qua lên gặp ban tổ chức để đăng ký nẻo thường. Bất kể các ông đô đã về đến dưới vật của thôn Đông Phúc đều phải khảo qua nẻo thường. Đặc biệt ban tổ chức chỉ ưu tiên cho những đô đã lấy giải ở đây nhiều lần vẫn phải khảo qua một kèo nẻo thường. Chúng ta đang dõi theo kèo vật thứ hai của lèo thường giữa đô tứ ở địa phương mang khố đỏ đã nhất thắng một kèo và đô mang khố xanh là đô thành ở Bắc Phú và phá. Các thanh niên của các xóm trong địa phương cũng như các đô
đã về đến sân vật của thôn Lê Phúc, cũng về các ban tổ chức để đăng ký các đội thường. Khi các đội đã thắng đội thường, các đội đều có quyền vào giữ và phá một trong ba đèo. Quá hay luôn, phải nói là đội ban khối xanh ở Bắc Phú đã lột ngược dòng với đô tứ. Vậy là đô của Bắc Phú mang cố xanh lại nhất thắng một kèo lở thường. Xin trân trọng giới thiệu đô đô Thành ở Bắc Phú mang cố xanh đã nhất thắng một kèo lở thường. Đô Dũng mang khối đỏ địa phương xin theo hai đô nghe trống dô đài. Đây là hai ông đô đã từng đi lấy giải ở mọi nơi rất nhiều rồi. Hôm nay cũng có một khán giả ở xa đài, tên là Lô Tiến Quân. Nếu đô Dũng mà thắng Lô Thành thì đô Quân sẽ thưởng đô Dũng 100.000 đồng. Xanh lại xa mất rồi, đô Dũng lại toàn thắng kèo lò thường. Đây là các đô, đây là đô khán giả Quân thắng, đây là khán giả Quân ở bên xa đài thưởng là đô Dũng đã thắng một kèo. Đây là các thanh niên của các xóm cũng khẩn trương về gặp ban tổ chức đăng ký các lò thường và phá với đôi Dũng của xóm đài. Xin trân trọng giới thiệu đô đô mang khối đỏ là đô Dũng của địa phương đã nhất thắng một kèo. Đô Ngọc mang khối xanh ở Nghiêm Xá Bắc Linh và phá đề nghị hai đô nghe trống dô đài. Hai đô rất là cầm sức, tài thì chưa thể biết được, nhưng nhìn hai ông đô phải nói rất cầm sức. Chúng ta đang theo dõi kèo vặt nèo thường giữa đô tôi xin công bố kèo vặt vừa qua, đô Dũng mang khối đỏ đã toàn thắng nèo thường. Mời đô Dũng về gặp ban tổ chức để nhận phần thưởng. Chi
Kina trân trọng Ronaldo, đô mang cố đỏ là đô kiên là Phú Mẫn chờ xin giữ, và đô mang cố xanh là đô thắng ở Sóc Đông sở tại xin điều. Hai đô nghe trống giơ đài. Các đô vật đã xa rồi, đề nghị các đô cũng cởi trang phục trả lại ban tổ chức. Cố lên! Của trọng tài cũng như nghe trống. Đây là cơ vật đèo thường đang diễn ra trên sân giữa đô mang cố đỏ là đô kiên là Phú Mẫn chờ và đô thắng mang số xanh ở Sóc Đông địa phương. Ở đâu giải lao. Đô Lam ở Sóc Đông. Xin trân trọng giới thiệu đô Lam ở xóm Đài mang cố đỏ giữ, đô Long ở xóm Văn Hóa mang cố xanh chi theo hai đô nghe trống giơ đài. Thank you.
tới hai đô làng vật rất hay. Thanh niên của các xóm lên gặp ban tổ chức khẩn trương lên giữ các lời thường quá hay. Vậy là đô mang cố xanh của xóm văn hóa đã nhất thắng một keo lời thường. Đây là đô làm đề nghị đưa thắng và đưa kiên lên sới. Xóm đoài còn đô theo đô long ở xóm văn hóa không? Hai đô tiếp tục. Vậy là đô Kiên Khố Đỏ đã nhất thắng một kèo thường. Đề nghị các đô của địa phương cũng như các đô ở các tỉnh bạn về các ban tổ chức đô Long Mang Khố Đỏ xóm bên nào đã nhất thắng một kèo. Đô Tâm Mang Khố Xanh xóm đoàn kết xin theo hai đô dưới sự điều khiển của trọng tài Anh Tú nghe trống giơ đài. Nào thường thứ hai giữa Đô Long và Đô Tâm. Đô Long Mang Khố Đỏ đã nhất thắng một kèo và Đô Tâm Mang Khố Xanh xin theo hai đô. Nào còn lên không? Đã toàn thắng nèo thường. Mời Đô Long lên gặp ban tổ chức để nhận được thưởng. Các đô khi đã xong vặt xong rồi, các đô cởi trang phục trả lại ban tổ chức thường với đô Huy ở số mới. Xin trân trọng giới thiệu đô Đô Thành Mang Khố Xanh Bắc Phú xin giữ một nèo thường. Đô Tâm Mang Khố Đỏ ở đầu kết xin theo hai đô nghe trống giơ đài. Chúng ta đang dõi theo kêu vật nèo thường giữa Đô Thành Mang Khố Xanh ở Bắc Phú và Đô Địa Phương Mang Khố Đỏ đang diễn ra trận sới rất tưng bừng. Thank you.
tổ chức chúng tôi lại tiếp tục nhận được những tấm lòng ủng hộ của anh Thắng Tịnh ở Sóc Trăng ủng hộ vào lễ hội 300 bạt đồng. Ông Tám Đồi ở Tăng Long ủng hộ về lễ hội của làng 100 bạt đồng. Mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các gia đình và các ông, và đầu xuân năm sớm xin là kính chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Ông Đô Tích, ông Đô Tứ và ông Đô Xuất vật keo vật khai mạc, mà thường các cụ vẫn thường gọi là keo vật thờ của đầu xuân, hai ông đã ủng hộ vào lễ hội 200 bạt đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin ra trân trọng cảm ơn hai ông Đô. Hiện nay Đô Huy ở xóm mới đang giữ một đèo thường. Vậy ở đây thì các thanh niên của các xóm trong địa phương chúng ta lên gặp ban tổ chức để phá với đồ huy ở xóm mới. Quá hay luôn. Rất khỏe, đúng là tiểu đồ. Vậy là đồ Thành mang khố xanh ở Bắc Phú đã nhất thắng một keo lợt rồi. Xin trân trọng giới thiệu đồ Đô Thành ở Bắc Phú mang khố xanh đã nhất thắng một keo. Đồ Diễn mang khố đỏ địa phương xin vào phá hai đồ nghe trống rêu đài. Hai đô, hai triệu đô cũng mùa vật năm 2023 cũng đã gặp nhau trên sân của thôn Đồng Phúc rồi. Năm nay hai đô lại tiếp tục gặp nhau. Phải nói là nhân dân thôn Đồng Phúc cũng như ban tổ chức rất cảm ơn Đô Thành ở Bắc Phú. Suốt từ đầu giờ đến giờ Đô Thành liên tục đã góp vui tại sân vật của thôn Đồng Phúc. Hay quá, quá đẹp rồi, rất hay. Vậy là chiều nay đi ăn cỗ chúc thọ yên tâm rồi Đô Thành ạ. Thì là trân trọng cảm ơn Đô Thành. Vậy là Đô Thành đã toàn thắng đeo thường. Mời Đô Thành lên gặp ban tổ chức nhận phần thưởng và về tắm giặt để chuẩn bị đi ăn cỗ. Xin trân trọng giới thiệu đô đô mang khố đỏ là Đô Huy ở xóm mới xin giữ, và Đô Vũ mang khố xanh. Alo. Đô Vũ mang khố xanh của xóm Đà xin theo hai đô nghe trống rêu đài. Ở thôn
đã rất nhiều đồ dù là lấy giải ở các địa phương bạn. Thường đang diễn ra trên sông vật giữa đôi hôi ở xóm mới mang cái đỏ và đôi vũ mang cái xanh ở xóm bè rất nhanh. Trong tài như của buổi chiều đầu tiên của mùa lễ hội năm Giáp Thìn cũng đang trôi về cuối giờ. Vậy đến giờ phút này chưa một đồng đô của các tỉnh bạn cũng như các đồng đô ở các xã địa phương gần đây lên tiếng giữ nhà trường và phá nhà trường. Trong ba buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức quyết định sẽ cho các ông đồ hạ ba cái đầu đèo của buổi chiều ngày hôm nay, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy một ông đồ nào lên tiếng để khảo đèo đường cũng như là phá đèo đường với đôi đèo của địa phương. Xóm Bê Lao xin theo hai đô nghe trống giơ tay.
hay quá, đề nghị khán giả chúng ta cho tràng pháo tay để động viên tinh thần cho hai đội. Vô thắng ở Tân Hưng hiện nay xin giữ một nẻo thường. Đề nghị các đô chúng ta vào gặp ban tổ chức để phá với đô thắng ở Tân Hưng. Và đô tới U50 ở số một kết giữ một nẻo thường. Đề nghị các đô trong và ngoài địa phương tuổi U50 trở lên vào gặp ban tổ chức để phá với đô tới ở đấu kết. Ra ngoài rồi. Đề nghị quý khán giả chúng ta trên đây dẹp con xe máy để lấy đường cho xe buýt giao thông. Rất khỏe. Tổ chức chúng tôi cũng xin thông báo như thế này cho tất cả các gia đình bán hàng quán cũng như các trò chơi ở trên khu vực thuộc khu trung tâm thể dục thể thao của thôn. Vậy là Đô Huy đã toàn thắng nội thường. Mời Đô Huy lên gặp ban tổ chức lĩnh phần thưởng. Đề nghị các đô xa và anh ở Tân Hưng xin giữ Đô Bắc mang áo đỏ xóm loài xin theo. Hai đô nghe trắng giữ đài. Phải nói là hai đô trông rất về sức lực rất là tương đối ngang nhau, nhưng về tài thì hồi sau khán giả chúng ta sẽ rõ. Chúng ta theo dõi kèo vật lèo thường giữa Đô Thắng Mang Khố Xanh ở Tân Hưng và Đô Bắc Mang Khố Đỏ ở địa phương. Buổi chiều ngày đầu tiên, thời gian hiện nay đã là 15:30 rồi, trên dưới chỉ còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mà cho đến lúc này chưa thấy một ông đô của các tỉnh bạn nào hoặc các xã bạn nào đã về dự lễ hội với nhân dân thôn Lộc Phúc chúng tôi lên tiếng để giữ lẻ thường và phá lẻ thường và giữ và phá một trong ba cái đầu lèo của buổi chiều ngày hôm nay. Vậy ban tổ chức cũng đề nghị các đô đã về mua vui cho nhân dân thôn Lộc Phúc chúng tôi cũng lên gặp ban tổ chức để giữ và phá nèo thường. Các ông đô khi đã thắng nèo thường, các ông đô đều có quyền vào giữ và phá một trong ba cái đầu lèo của buổi chiều ngày hôm nay. Thank you.
Haido rất cân sức. Xong ở trên sới lúc này Haido vẫn còn đang xem xét lửa với nhau, bây giờ mới làm vào miếng này. Haido đánh sát giết ra ngoài rồi, ui rất nguy hiểm, bởi vì Haido nghe tiếng còi. Hiện nay Đô Bắc ở Đông Anh đã lên tiếng. Hiện nay Đô Đông Anh đã lên tiếng. Đô Bắc Đông Anh xin giữ một liều thưởng. Vậy đề nghị các đô trong và ngoài địa phương vào gặp ban tổ chức để phá liều thưởng của Đô Bắc ở Đông Anh. Hello, tạm giải lao.